Dạ con rồi, khỏe dữ rồi, khỏi nuôi, khỏi gì đâu. Ta nuôi rồi. Chơi tiền á. Ta nuôi rồi, mình đâu có nuôi, vũ nuôi rồi. Nuôi không mập lên đó. Dạ bữa. Thôi có hai thì giờ có chạy về từ từ một chút. Rồi về xuống gạo đem đi. Có gì đâu. Vũ, vũ ơi, có gì mà chạy giỏi từ từ vậy, để xuống gạo đem đi chứ có gì được không? Dạ bỏ ra nhớ đem cho ba thì xúc gạo là rồi. Đem gạo ra vậy cho nó ăn. Đem về cho nó ăn. Nuôi cái nó bự lên chứ gì. Cái này không bự nữa. Ờ thôi thôi. Rồi về em. Sao rồi con hãy rồi. Con nghe chân ơi.